Hello, ba mẹ ơi, chào mừng ba mẹ quay trở lại với Iflita Edu, tiếng Anh giao tiếp online, mẹ và bé. Không biết là trong những cái video trước, ba mẹ có thực hành hàng ngày đều đặn với bé không ạ? Ba mẹ cố gắng thực hành nha, tại vì á nó không chỉ giúp cho ba mẹ có một cái thói quen, thứ nhất là học tiếng Anh. Một ngày mình rất là bận rộn thì mình học một ngày một chút thôi, xong rồi á, khi mà mình nhuần nhuyễn rồi mình có thể hướng dẫn lại cho bé, tạo cho bé một cái thói quen là à con sẽ nói tiếng Anh ở nhà trong những cái trường hợp nào đó, hoặc là mình set sẵn cái thời gian cho con á, ví dụ như là sau khi ăn cơm xong thì chỉ nói tiếng Anh thôi, nói 15 phút cũng được, 20 phút cũng được, nhưng mà sẽ tạo cho con một cái thói quen. Vậy thì sau đó trẻ sẽ học một cách rất là tự nhiên và không cảm thấy bị áp lực. Cách học của Miss Thảo thì cũng sẽ không gây áp lực đâu, tại vì nó là một cái quá trình hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên mà. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là ba mẹ cố gắng duy trì đều đặn và kỷ luật bản thân tốt. Ok. Vậy thì trong cái bài học ngày hôm nay, Miss Thảo sẽ hướng dẫn cho ba mẹ một cái câu hỏi mà cũng rất là thông dụng luôn, mà ba mẹ có thể áp dụng trong tất cả những cái điều kiện, hoàn cảnh, hoặc là mình đi bất cứ đâu mình cũng hỏi được. Miss Thảo thấy rằng là khi chúng ta lớn lên á, ví dụ như bây giờ ở độ tuổi của ba mẹ chúng ta này, chúng ta có thể để ý rằng là khi đi ra ngoài, những người nào mà có cái khả năng quan sát tốt á, là khi nào họ cũng nhìn thấy rất là nhiều cơ hội và họ có nhận được những cái bài học khác với những cái người mà không có cái khả năng quan sát. Thì khi mà Miss Thảo lớn lên và đi học á, thì nhận biết được rằng là cái khả năng quan sát nó rất là quan trọng, và ngay cả bản thân Thảo bây giờ vẫn đang phải cố gắng rèn luyện cái khả năng quan sát hàng ngày. Vậy thì Thảo muốn dạy cho con và cũng cố gắng nỗ lực để đi bất kỳ đâu cũng hỏi bạn Andy á, là con đó là cái gì, đặt đặt câu hỏi cho bé luôn, đó là cái gì, cái này dùng để làm gì chẳng hạn. Thì những cái câu hỏi đó mình cố gắng hỏi như vậy, cho dù những cái đồ vật rất là nhỏ mình cũng hỏi luôn, thì nó sẽ giúp cho con mình có một cái khả năng quan sát. Nó sẽ tập từ nhỏ là nó đi đâu nó cũng phải quan sát xung quanh, nó quan sát một cái môi trường bên ngoài như này, chứ không phải là chỉ nhìn thấy cái trước mắt. Vậy thì cái câu hỏi bằng tiếng Anh mà Miss Thảo muốn hướng dẫn cho ba mẹ ngày hôm nay để ba mẹ có thể hướng dẫn con, đó là cái câu hỏi What's this? Rất là quen phải không? Nếu mà những bạn nào mà đã học tiếng Anh rồi thì chắc chắn là rất là quen rồi. Còn những bạn nào chưa học tiếng Anh thì chúng ta cũng hỏi một câu nó rất là ngắn, nó có hai từ thôi, và chúng ta sẽ phát âm như thế này ha. What's, thì cũng giống như là cái chữ What's your name. Cái câu What's your name thì chúng ta sẽ đặt cái âm cuối là chúng ta đặt hai cái răng lại với nhau và chúng ta đẩy hơi ra. What's this? Đối với chữ this thì chúng ta hơi khó phát âm một chút, nhưng mà các ba mẹ sẽ cố gắng nha. Chúng ta đặt lưỡi ở giữa hai răng này. Rồi, đẩy cái hơi ra và cảm giác giống như là răng á, lưỡi nó đã bị chèn hơi rồi cho nên nó sẽ rung cả lưỡi cả răng. Cả môi cũng bị rung luôn. These. Ba mẹ có thấy được không? Chúng ta đọc là these. These. Âm cuối là âm z, cho nên chúng ta để hai răng lại và không cho hơi ra, nên nó sẽ bị rung ha. What's this? What's this? What's this? Ok. What's this? What's this? What's this? What's this? Là cái gì đây hả con? Thì chẳng hạn như Miss Thảo cầm cây viết lên thì Miss Thảo sẽ hỏi là Hey Andy, what's this? It's a pen. Wow, yes, it's a pen. Great. How do you spell pen? Thì cái câu hỏi how do you spell, Miss Thảo đã nói trong video trước rồi. Chúng ta nói là how do you spell pen? P-E-N. Con biết thì con sẽ tự nói, còn con không biết thì mình sẽ nói cho con ha. Miss Thảo đọc lại nha. What's this? It's a pen. How do you spell pen? P-E-N, right? Rồi những cái vật mà ở gần mình có thể chạm được thì mình sẽ hỏi là What's this? What's this? Hey baby, what's this? It's a book. Mình không nói là book nha. Đó là một âm short, tức là âm u ngắn á, cho nên mình đọc là book. It's a book. Oh, how do you spell book?
B-O-O-K, right? Đúng rồi. Và chúng ta chạm được cái bàn đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là Hey baby, what's it? What's this? It's a table. How do you spell table? T-A-B-L-E. Đúng rồi. Chúng ta thấy cái cup đúng không? Hey baby, what's this? It's a cup. À, how do you spell cup? C-U-P. Đúng rồi. Chẳng hạn cái chậu cây ha, thì chúng ta sẽ hỏi con là What's this? Bởi vì chúng ta chạm được mà vẫn nó vẫn ở trong tầm tay chúng ta, nó rất là gần. Thì chúng ta nói là What's this? It's a plant. Hoặc là it's plant. Có hai cách để phát âm cái từ plant hoặc là plant. Đó là một âm là chúng ta hạ cái lưỡi xuống này để chúng ta đọc âm plant. P là hai cái môi mím lại, plant, plant. Hoặc là chúng ta đọc là plant, a. Âm a ngắn á thì chúng ta đặt lưỡi sau răng và dẹt cái lưỡi ra, plant, plant hoặc là plant. Hey baby, what's this? It's a plant. Hoặc là it's a plant. Rồi, ok. Vậy thì đó là những cái đồ vật mà trong tầm với của mình ha. Rồi, cái bóng đèn ở đằng kia chẳng hạn thì nó hơi xa, nó quá cái tầm với của mình. Thì mình sẽ không thể hỏi là what's this, mà mình sẽ hỏi hỏi là what's that. Vậy thì cái chữ that mình cũng sẽ phát âm là đặt bằng cách là đặt lưỡi giữa hai răng. That, that, that. Mình sẽ đẩy hơi ra trước ha. That. What's that? It's a light. How do you spell light? L-I-G-H-T. Right? How do you spell light? Rồi, ba mẹ nhớ nhắc lại câu đó nha. How do you spell light? L-I-G-H-T. Oh, hey baby, what's that? It's a window. How do you spell window? It's W-I-N-D-O-W. Rất là dễ đúng không? Rồi mình lại hỏi là Hey baby, what's that? It's a picture. Wow, it's a picture. How do you spell picture? Oh, it's P-I-C-T-U-R-E. Wow, đúng không? Rồi ba mẹ nếu mà con chưa biết nhiều á thì mình có thể viết những cái chữ đó ra: picture, window, plant, cup, book, pen, và mình viết ra xong rồi mình sẽ chỉ từng chữ cái cho con và mình spell cho con ha. Chỉ cần vài lần thôi trẻ con bắt chước rất là nhanh và con có thể nói tiếng Anh những cái câu mà ba mẹ nói với con á, con có thể nhắc lại rất là dễ. Và Thảo hy vọng rằng là ba mẹ sẽ cố gắng kỷ luật và duy trì cái thói quen này. Một ngày như vậy chỉ có 10 phút thôi, 10 phút học bài và 10 phút thực hành với con. Thì hy vọng rằng là hàng ngày ba mẹ sẽ cố gắng dành thời gian cho con. Và thứ nhất là để cho con có một cái thói quen nói tiếng Anh, và thứ hai nữa là để tăng sự tương tác giữa ba mẹ và con cái ha. Nếu ba mẹ cảm thấy video này có ích cho bản thân mình và cho những người bạn của mình, những người đang tìm kiếm những cái nguồn tài liệu để hướng dẫn con học tiếng Anh ở nhà, thì hãy chia sẻ video này tới bạn bè mình và đừng quên nhắc họ bấm subscribe kênh để có thể nhận được những bài học mới nhất nhé. Còn đối với ba mẹ, nếu có bất cứ câu hỏi nào thì đừng quên comment. Miss Thảo sẽ lắng nghe và cố gắng tư vấn giải đáp các câu hỏi của ba mẹ. Và hãy nhớ like video để Miss Thảo có thêm động lực sản xuất thêm những video tiếp theo nhé. Cảm ơn ba mẹ đã đồng hành và xin chào, hẹn gặp lại ba mẹ trong các video tiếp theo.